Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình lên video giới thiệu với các bạn một chiếc máy cắt cỏ của Mazuyama KC26M. Loại này là 26cc, hàng Nhật bãi đã qua sử dụng. Còn nguyên zin các bạn nhé, còn nguyên zin từ A đến Z. Máy thì là thiết kế rất là gọn gàng, 26cc, lòng 3 tư ly, thiết kế rất là gọn gàng, nhẹ và bền, hoạt động thì nó rất là êm ái, thích hợp với lại việc cắt cỏ cho nhu cầu sử dụng gia đình, phù hợp với những người lớn tuổi nhá, phụ nữ trẻ em. Kể cả những người thanh niên trai tráng khỏe mạnh thì là sử dụng thì cũng rất là ok. 26cc nhưng mà đáp ứng tốt các nhu cầu gia đình. Nó cắt cỏ như này các bạn nhé. Đó. Mình mới cho người làm cắt cái con bằng con 26cc đã cắt cỏ ở vườn này. Có những hoa đồng nội này, rồi là cỏ thài nài, rồi đủ các nói chung đủ các loại cỏ. Thì là nó cắt ok. Nếu như mà chúng ta cắt những cái loại cây bụi, cây sim, cây mua, cây nâu, cây nách ấy, thì là chúng ta nên xem xét để mua một chiếc máy lớn hơn nhé. Vì máy này thì là nếu cắt thì nó sẽ hơi chậm, nó chỉ phù hợp cắt với những loại cỏ thấp, bé và cỏ lon thôi. Có thể sử dụng dao hoặc cước đều được các bạn ạ. Đây là cần nắp zin của nó, KC26M các bạn nhé. KC26M đây là 26 phân khối. Các cái tem cảnh báo của nó thì vẫn còn rất là mới, có chảy xước một chút nhưng không đáng kể. Mọi thứ đều zin, kể cả chắn cỏ đầu bò zin. Cái này là cái nhựa của băng keo các bạn nhé. Đấy, coi băng keo nó phai cái nhựa ở đây thì chúng ta có thể là vệ sinh sạch sẽ được cái nhựa của băng keo đi thôi, dán cái băng keo đỏ vào, cho nên là nó cái nhựa nó còn dính ở đây, không vấn đề gì các bạn ạ. Máy thì sử dụng tay ga bóp, tay ga bóp, hay là nếu như bạn nào mà thích tay ga giữ đều có nhé các bạn nhé. Tay ga giữ, tay ga bóp đều nắp xăng thay thế được ok, cái vấn đề đấy không ảnh hưởng gì cả. Máy 26cc nhưng mà thiết kế thì là nó rất là nhỏ gọn hơn những cái thằng cùng phân khối của Komatsu hay là của hãng khác. Nói chung của các hãng khác thì nếu 26cc thì nó thiết kế hơi cồng kềnh hơn một chút, nhưng mà thằng Mazu này thì nó thiết kế rất là nhỏ gọn. Máy thì là hoạt động nó cũng êm hơn các cái dòng máy khác, êm hơn, nhẹ nhõm hơn. Nó còn khá là mới, nguyên bản của nó. Nên những các cái phần ốc ác này của nó là vẫn rất là đẹp nha các bạn nhé. Hầu như là không có han gì mới, đây là những cái bẩn nó bám vào thôi. Đấy. Chúng ta vệ sinh sạch sẽ thì nó sáng bóng. Nhưng cái điều đấy thì cũng chẳng quan trọng gì đâu, bởi vì là khi chúng ta cắt cỏ một buổi thôi, chỉ cần cắt một lúc thôi thì các nhựa cỏ nó ra nó bám vào đây, thì là nó cũng bẩn thôi mà các bạn ạ. Máy móc thì là nó quan trọng là cái máy này thôi, chứ còn hình thức về cái phần này nó bẩn thiểu tí cũng không ảnh hưởng gì mấy. Máy thì là sử dụng chế One Pro, nguyên bản của nó nhé các bạn nhé. Đấy, chế One Pro nguyên zin. Đây, chế này rất là tiết kiệm xăng, động cơ này cũng tiết kiệm xăng. Nói chung là một con máy này rất là tiết kiệm. Đây là ống thông hơi của bình xăng nhé các bạn nhé. Ống thông hơi của bình xăng. Đây là mã số của máy này các bạn này. B915681. Còn nóc máy rất là sáng, và ốc thì là vẫn còn vàng ươm nhé các bạn nhé.
Đây này, nó có bị mốc mốc một chút. Nhưng mà mình để ý thấy là cái ốc này chưa có dấu hiệu bị tháo đâu các bạn ạ. Ốc ướt là còn nguyên của nó. Bôi e của quan vừa rồi đấy nhá. Khá là đẹp. Rồi sau đây mình sẽ test tiếng nổ cho các bạn tham khảo. Đang quay thì là nó bị đầy bộ nhớ cho nên là nó bị tạm dừng các bạn ạ. Máy có bộ giật trợ lực lớn nhá. Bộ giật trợ lực lớn khá là dễ khởi động. Máy chạy rất là êm. Rất là yên nhé, đây là công tắc các bạn nhé, công tắc ở đây, tắt mở. Máy thì là có bộ giật trợ lực lớn cho nên chúng ta rất dễ khởi động, chúng ta kéo ra xong rồi thả ra cái là lổ thôi nha. Rất dễ khởi động, trẻ con giật cũng lổ. Quên mất chưa lắp dây ga. Rất dễ lổ nhá. Tiếng lổ rất là êm. Cái này con nít giật cũng lổ. Rồi, ok. Vừa rồi là mình đã test qua cái tiếng nổ của máy, giới thiệu qua về chiếc máy này rồi. Thì bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc máy này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0983 804 084. Mình rất là bận cho nên là mình ưu tiên các bạn nào nhắn tin vào Zalo nhé. Nhắn tin vào Zalo để hỏi, để trao đổi trên đấy. Các bạn cứ nhắn tin, lúc nào rảnh mình xem được tin nhắn mình sẽ trả lời. Về giá của chiếc này thì là mình bán với giá 2,2 triệu các bạn nhé. 2,2 triệu một chiếc máy là có trợ lực rất lớn và có tay cao bóp. 26cc, lòng 34 ly. Hình thức thì và chất lượng thì còn đẹp trên 90%. 2,2 triệu các bạn nhé, mình có giao hàng toàn quốc. Bạn nào mua hàng thì vui lòng đặt cọc cho mình trước là 100.000. Nếu bạn nào mà đặt cọc trên 300.000 ấy thì mình sẽ free ship nhé, miễn phí vận chuyển cho các bạn. Đặt cọc trên 300.000. Còn nếu không ấy thì bạn nào mua bình thường nhận hàng thanh toán tiền thì các bạn đặt cọc cho mình trước 100.000. Có thể là chuyển khoản hoặc là nạp thẻ điện thoại cho mình. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.